Arsenal đã giành trọn 3 điểm trong trận đấu đầu tiên ở Ngoại hạng Anh năm 2023 đến năm 2024 khi đánh bại Nottingham Forest 2-1 trên sân nhà Emirates. Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng của pháo thủ không trọn vẹn vì tân binh Jarrion Timber dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Cầu thủ trị giá 40 triệu euro bị đau sau pha va chạm với đối phương trong hiệp 1 và buộc phải rời sân bất đắc dĩ ở đầu hiệp 2. Tờ Daily Mail tiết lộ, Jarrion Timber sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn và chưa thể xác định thời điểm trở lại. Ca chấn thương này khiến màn ra mắt của Jarrion Timber tại giải Ngoại hạng Anh trở thành kỷ niệm đáng quên. Trong khi đó, Arsenal đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự ở vị trí hậu vệ cánh trái. Tuyển thủ Hà Lan đã thể hiện tốt ở các trận giao hữu trước mùa giải và trở thành lựa chọn hàng đầu của ông Mikel Arteta bên cánh trái, khi người đá chính mùa trước là Oleksandr Zinchenko dính chấn thương. Oleksandr Zinchenko đã bỏ lỡ toàn bộ giai đoạn tập huấn và giao hữu trước mùa giải mới của Arsenal. Trong trận thắng Nottingham Forest vừa qua, cầu thủ người Ukraine vẫn chưa trở lại danh sách đăng ký thi đấu. Huấn luyện viên Mikel Arteta hiện chỉ còn một hậu vệ trái thực thụ là Kieran Tierney, nhưng tuyển thủ Scotland có thể sẽ chia tay Arsenal trước khi thị trường chuyển nhượng hè đóng cửa và cũng không được đăng ký ở trận thắng Nottingham Forest. Giải pháp phù hợp nhất cho Arsenal bên cánh trái hàng phòng ngự là sử dụng hậu vệ đa năng Takehiro Tomiyasu. Đây cũng chính là người đã vào sân thế chỗ Jarrion Timber hồi cuối tuần qua. Hàng nghìn người hâm mộ theo dõi hành trình bay của Kane sang Munich để kiểm tra y tế hôm 11 tháng 8. Sau đó, họ tụ tập và dành những tràng pháo tay không ngớt khi tiền đạo người Anh có mặt ở đại bản doanh Sabines Chas của câu lạc bộ để hoàn tất các khâu cuối chuyển nhượng rồi ký hợp đồng 4 năm, lương tuần khoảng 525.000 đô la Mỹ. Trái ngược với sự vui mừng và háo hức của người hâm mộ, truyền thông Đức đặt câu hỏi về mức phí kỷ lục của bóng đá Đức 132 triệu đô la Mỹ mà Bayern trả cho Tottenham Hotspur. Họ cũng xem vụ tuyển mộ siêu đã 30 tuổi người Anh sự thất bại của bóng đá Đức trong việc phát triển những tài năng cây nhà lá vườn. Kane giờ chính thức là người Bavaria là tiêu đề một bài viết và những lời chào và chào mừng dành cho Harry, cách một số người Đức phát âm tên của tiền đạo 30 tuổi xuất hiện dày đặc và nhanh chóng trong cuộc họp báo đầu tiên của Kane hôm 13 tháng 8. Tại đây, anh được vây quanh bởi những chai nước và bia lúa mì xứ Bavaria. Bài nhật báo lớn nhất Đức kêu gọi bóng đá Đức nên có khoảng lặng để suy ngẫm sau thương vụ Kane. Báo này thậm chí còn gọi mức phí 132 triệu đô la Mỹ cho tiền đạo Anh là bản cáo trạng đáng nguyền rủa cho Bayern và bóng đá Đức. Với giá nào? Nhật báo này hỏi độc giả hôm 13 tháng 8 và bày tỏ sự lo ngại về việc thiếu các trung phong Đức chất lượng. Vì sao nhiều năm qua, Đức không thể phát triển các tiền đạo tài năng của riêng mình, vị trí mà chúng ta từng có nguồn cung cấp liên tục? Tại sao chúng ta không cố gắng tự phát triển các tài năng, đặc biệt trong bối cảnh bị Anh vượt xa về tài chính? Bài tiếp tục đặt vấn đề. Từ đó, nhật báo Đức cho rằng khoản tiền 132 triệu đô la Mỹ sẽ được sử dụng tốt hơn nếu đầu tư cho tương lai. Chỉ cần một vài triệu USD trong thương vụ này được đầu tư cho khâu đào tạo trẻ, mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều, nhật báo này bình luận. Việc Kane ra mắt nhạt nhòa trong thảm bại 0-3 trước RB Leipzig ở siêu cấp Đức càng khiến vụ này hứng chỉ trích. Đầu tiên là sự cường điệu về Kane, giờ là sự nôn nao, là tiêu đề bài viết trên Der Spiegel. Ngay sau trận đấu tại Erlangen, tờ báo chính luận hàng đầu Đức này còn mượn lời giám đốc thể thao RB Leipzig, Mark Ebe để bình luận về thương vụ kỷ lục của Bayern, số tiền đó quá lớn. Như thể Kane là đấng cứu thế, người đi trên mặt nước. Nhưng bóng đá không phụ thuộc vào những cá nhân đơn lẻ, mà là môn thể thao đồng đội. Dù vậy, Der Spiegel vẫn nhận định vụ tuyển mộ Kane sẽ làm càng tăng khoảng cách về trình độ giữa Bayern và các đội còn lại tại Bundesliga, bất chấp kết quả mới nhất ở siêu cấp Đức. Với bóng đá Đức, điều đó đơn giản có nghĩa là mọi thứ sẽ trở nên nhàm chán hơn, tờ báo này viết tiếp. Thương vụ tốt cho Bayern, nhưng không chắc hữu ích cho Bundesliga, vì cả hai có mối liên hệ về tổng thể.